Hello, chào mọi người đã trở lại ha. Thì hôm nay mình chơi núp dưới tay sẽ đập tiếp tục lúc game block. Mà hôm nay như hôm qua các bạn like rất là nhiều và comment rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ đập cái lúc game block đó chính là tất cả lúc game block. Thì trước khi video bắt đầu thì mọi người nhớ like và gì comment bên dưới số 1 cho mình nha. Hello, xin chào mọi người, JT trở lại đây. Mọi người nhớ like video ủng hộ tụi mình nha. Bây giờ mình sẽ đếm 5 giây, mọi người nhớ nếu mà yêu quý mình thì like và đăng ký cũng như là chia sẻ video cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đếm nè, 1, 2, 3. Ủa mày đuối không JT? 5. Rồi, mọi người nhớ like thật nhiều nha. Like. Mọi người nhớ like thì đúng không? Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy được cái phía trước mình mới vừa xây xong. Các bạn có đẹp không nha? Hội chợ lúc kêu lóc. Đó, mọi người nhìn đã chưa? Đẹp không? Đây là mình mới xây cái hội chợ nè, nó xây có tí à. Nhưng mọi người thấy đẹp thì mọi người like ủng hộ cho mình nha. Đó, đẹp kia chưa? Giờ mình chỉ đập mỗi đứa chỉ được đập có một phát thôi. Giờ ủa, chỉ đập như này hơi bị mệt đó chứ Ti. Sao? Không phải hơi mệt mà tao cảm giác hơi bị ít mà có 8 trái sao đập. Ồ vậy hả? Thôi vậy thôi, nghỉ đập đi về. Vậy là mình chỉ ngồi nhìn mình nhìn cái này thôi đi. Cũng có lý đó. Đó các bạn thấy không? Cái này đi lên chơi được luôn, bắt cao luôn, game. Đi dưới chơi được luôn nè, núp dưới tay làm gì biết đi. Ai nhá. Ai mình đùa thôi, ở trên này chỉ game qua nè, chuẩn bị mình hô bí một cái là biến ra một cái sân luôn nè. Hô bí. Đây qua đây. Ui các bạn thấy game mình hô bí một cái mình xây được mình mớ luôn nè. Đó, đó. Trời ơi, một đường dài luôn. Rồi, tội biệt gì cô bé tội nghiệp vừa thấy lúc kim block quá nhiều nhảy trượt chân và té cắm đầu xuống hố. Tới lượt quan, tới lượt quan. Dễ gì mà dí được tôi. Ai, ok, bây giờ chúng ta sẽ đập từ đây thôi. Ủa, mình đập từ đầu bên kia. Từ đầu bên kia qua đây. Trời, đông lắm các bạn, ở đây là còn hơn cả mê cung nữa. Đó, mình sẽ nhảy. Nè, ok, mình nhảy nè. Cái gì? Nói gì vậy? Của Yeti không được bắt trước. Ok, nè. Rồi đập sao? Giờ đập sao? Chờ tôi đập một quả, phải đập một quả. Rồi, phiên Yeti đó. Đập theo lượt. Lâu lắm luôn á. Vậy thôi, mình đã đập hàng đầu, mình đập hàng sau nha. Ok. Đó. Quan nha, thả Pokemon không chịu bắt nha. Mình thả một lần mình mới bắt, trời ơi, thiệt tình á. Ở dưới đây đập hàng kia đi. Zerora. Trời, nãy giờ chưa có điện thoại luôn. Đúng. Gì? Reshiram nhớ xíu quá. Trời ơi, lại dớ vô được Reshiram mày còn hơn tao á, tao toàn Pokemon thường không mà nè. Rồi đập hết hàng đó đi nha lên. Thôi mình cũng bắt trước Quan đi. Bắt trước gì? Trời, cái đồ bắt trước kìa. Ôi ghê quá mày, đông quá. Ôi trời, đừng có nghe hỏi kìa. Ôi các bạn ơi, nhiều bóng lắm mà. Nhưng mà sao JT hên vậy ta? Coi xả bóng kìa, xả bóng kìa. Xả quá trời, xả luôn. Hai quả của bả nè. Ba quả nè. Cái gì vậy? Đó, ba quả của mày, tao phải đi. Cái mấy cái hai quả dưới này không? Hả? Đập luôn đi, nó trống. Trong đó là quả đó, đập đi. Cái gì vậy trời? Mình chưa được con hiện thoại nào luôn á. Ê, ui, quá non quá vậy. Ngon, quá ngon. Ý, con thứ hai, trời ơi, mới vô thôi mà đã dính quá trời rồi. Ủa cái quả bóng đen này có một hàng mấy hả? À vậy đúng rồi, vậy thì đập một nửa để ra tìm một nửa. Thôi vậy dưới ta đập lên nha. Hả? Ta đập ở dưới đây lên nha. Đúng rồi. Ok rồi đó, rồi, giờ là của JT á. Rồi. Quan tính đúng hết rồi nên là. Ui cái gì trước mặt vậy? Quan bay trước mặt người ta hết hồn. Rồi. Đập đi, đập giùm cho luôn nha. Rồi JT đập từ hàng cuối, trời một đùi luôn kìa. Trời. Ném bóng qua mặt mình luôn. Ném trả lại. Quýnh lộn hả? Ủa đâu quýnh lộn với nhau á mày, mấy con Pokemon này quýnh lộn nhau luôn á. Ở JT đập hàng cuối đi. Tôi đập dưới lên nha. Ok. Trời, con nhện. Đập gì nguy hiểm quá, qua đập nhanh lắm, mình lỗ. Tất nhiên rồi, ai đập nhanh thì chiếm lợi thế. Ý, Zerora nè. Bây giờ cái con gì, cái con Pokemon này mặc màu hồng luôn ghê vậy. Ui, con rồng. Ê, quan chờ chứ, quan đập nhanh quá vậy. Rồi, cái này hai hàng đó, vậy thì đập hàng, mỗi người một hàng đi.
khỏi phải tranh giành. Thôi tao đặt dưới lên đi cho khỏi bị đụng nhau. Không. Chích chà. Ok. Các bạn thấy những quả bóng này đẹp không? Ui, đắt rai nè. Ôi da, nó lại dính tường nữa rồi. Bắt tụi nó đi, trời Yeti xả rác quá trời luôn kìa. Không có đâu. Sao mấy con Pokemon thường bay tùm lum hết vậy? Của Yeti đập á, Yeti không chịu bắt. Ồ, ra câu. Cái gì vậy ta, mà đập một hàng này mà không được cái gì luôn á nha. Đợi nè. Ai, buồn quá vậy trời ơi. Thôi mình đứng lại mình nói nhỏ nhỏ với mọi người nè. Mọi người nào mà muốn qua trao những con ngon thì mọi người nhớ. Hết nói luôn. Mọi người nhớ comment số 1 cho mình và số 2 trên nấp GT cho mọi người. Số 2 nha mọi trời người. Trời ơi, không thể tin được mà GT phải lanh quá hớp luôn. Gọi đập đi. Trời, Mewtwo kìa, Mewtwo kìa. Đẹp quá. Mấy quả màu đỏ, màu trắng nhìn đẹp ghê. Tôi thích cái quả màu trắng ghê luôn á. Nhìn cái quả màu trắng đẹp ghê á. Rồi, ok. Qua lại đập từ đầu này nữa hả? À, chứ sao nữa. Ủa, trời, con này nhìn từ con Diaga chứ. Lại là con nhện thấy hoài luôn á. Bóng đèn nè. Con cá lên cạn nè. Gì đây? Quả dứa. Con Mewtwo. Ủa, con Mewtwo nè. Mewtwo vậy? Luxray, con này là Luxray. Con chùm cái muỗng. Mình nói mình rủ mình đập chung hàng với Tỷ Lợi á. Mình đập nhanh quá các bạn. Mình đủ với Tỷ đập chung á, cái mình lợi hơn. Chung hàng, cái đập nhanh, cái ăn gian. Ui, con Gyarados đây này. Tao. Bắt gọi, bắt mất tiêu rồi. Nhanh quá ha. Xe này cũng thường thôi. Thấy chưa, GT xả bóng nè, mình lượm được GT 3 quả luôn nè. Này cho GT bình thuốc may mắn đó, uống đi. Unlucky Poison, đừng có mà xạo. Ghê quá, nay không lừa được mấy cái này luôn rồi. Khổ ghê. Tặng cái gì hai con luôn á. Cho GT hai con đó. Nó đánh nhau tờ lừa đây nè. Khổ tôi ghê không. Đáng đời. Rồi, mình đập nhanh, mình qua mình chiếm cái luôn cái hàng của GT nè. Ui, Rodon. Ui, ngon, trời ơi, các bạn biết là Rodon. Ơi, Quan ơi, Quan à, thiệt tình á, chết. Quýnh nó luôn đời, chạy gì. Không có đánh lại, toàn là Pokemon cùi bắp ở trên không hả. Rồi, ok. Giết được chưa? Có giết được nó nè, thiệt khổ ghê á. Chạy đi. Chạy đi, run đi. Cái gì vậy ta? Run nữa đi. Không, quýnh đại một chiêu gì đó đó, quýnh đại một chiêu gì đó. Cái gì vậy? Không cho chạy luôn, nó bị lỗi luôn rồi. Run đại coi. Thôi được rồi kìa. Trời, để một con nào mạnh mạnh lên đầu đi, rút kinh nghiệm đi. Khổ ghê á. Hồi nãy giờ quên, chưa có để. Đụng cái là chết. Phải để vô, rất là nguy hiểm. Mấy con này nó rất là hư. Mấy con này nó rất là hung dữ chứ không phải là hư. Ra là quýnh con những con hiện thoại chạy tụt quần. Hả, các bạn biết để, các bạn hãy để đúng không? Những con mà Pokemon của bắp á, thì nó đánh mình tụt quần. Còn những con Pokemon xịn hiện thoại á, thì nó chạy tụt quần. Đúng rồi. Các bạn thấy đúng không? Ra những con hiện thoại là nó auto, nó chạy, nó kiếm đường, nó chạy. Còn ra những con Pokemon thường là nó kiểu hổ báo quá. Nó xong vô nó đánh liên tục. Đúng rồi, giờ bóng xong nè, mà đập giùm GT nè. Không còn đâu anh ơi, con đúng anh chơi đi. À, 56 à, con đó 56 à, thấy rồi. Không phải xin này gì luôn đó chứ. Chứ, ham xin này nè. Ôi da. Hai trái nữa. Con gà đỏ. Quanh có râu đôn gì vậy, nãy không được nhìn. Con râu đôn màu đỏ luôn. Ai, để quanh hàng này, giờ đi hàng chơi. Ui, con chịu. Ui, DLC. Ủa gì vậy? DLC, bữa nãy DLC ra là ta quýnh. Một phát một, đi hết. DLC, ui, Zoran trời, Torakash nhìn hết không? Ủa gì vậy? Rodon hả? Gấu này. Nửa băng Rodon ra ngoài là tôi tưởng tôi đặt được con Rodon. Ham này thì ham. Trời, xong hai hàng. Ủa, GT đập nhanh vậy? Chứ sao? Rồi, GT đập hàng kia đi, đập từ kênh xuống dưới đi. Ấy, GT đập bóng. Ui, của anh. Rồi, mình đập một cái của tao rồi. Ủa sao? Thì quanh đập hàng trong đi, lỡ rồi.
Không. Trời ơi, kỳ vậy. Hết chưa, có miêu chưa? Cực khổ muốn chết luôn á, đi nó kẹt như gì vậy? Ai biết đập dở chứ đập xịn xịn ở đâu có bị. Làm cái hàng trong nó kẹt nè, con Pokemon là nó quấn lọt quà. Rồi, Squirtle. Squirtle. Nhìn cái con này tưởng con Diaga không luôn á. Nãy nó nhìn, nhìn này tao tưởng con Diaga luôn á. Nhìn sao không biết trang vậy. Ồ, tới quả Bitbone các bạn. Quả này mình thích, rất là thích nhất luôn, thích quả nhất con này. Chan, trời ơi, Lugia Shiny, trời ơi. Oh my goodness, Zekrom. Trời, Rodon. Cái quả này là quả mình thích nhất nè, nên là thành ra nó ra những con ngon không à. Ôi. Quả này là chúng ta sẽ làm được Rodon sai này. Cố lên, cố lên. Trời, Magina. Trời ơi, trời. Ôi, không có gì hết trơn. Mày, chưa có như tí, chưa có. Đừng ra Rodon xin này vô như tí. Đừng ra. Mày, quả nhiễm, đúng rồi, nhiễm lửa. Rồi, giờ qua đập hàng nào? Hàng ngoài. Hàng ngoài nhiều bóng hơn hàng trong. Hình như nhiều bóng hơn hàng ngoài trái á. Ui, lại là... Ui, bắt đầu bị lát rồi. Trời ơi, cái con này. Con rùa này. Con rùa này. Một chiêu một đó. Có thế chứ. Trời, Rodon Shiny. Trời, làm ơn là... Cái con công chúa mà cầm bạch chùm bông đó, tao có hai con. Magina tao cũng có con. Từ. Mình sẽ dùng phù phép cho cái quả này có con Rodon nha mọi người. Umbala Busibo. Umbala. Trời ơi, ra con Rodon của mình. Gì dạ, gì nữa dạ. Quýnh nè, mó, một phát, một Pokemon xịn. Trời ơi, con Pikachu kìa. Shiny luôn. Yeah. Ôi, quả này giờ chúng ta đặt đầu tiên nên là hy vọng quả này sẽ ra. Con mút xấu xí. Sẽ vải. Quả này là cái quả đạp không có ra Pokemon. Ui, tao bu bu lưu Shiny nè. Wow. Đâu? Bắt rồi. Màu vàng đó đúng không? Màu đen. Ui, đấng chúa tể. Trời, lâu lắm rồi nha. Ui, Rodon nữa. Trời ơi, sao cái này màu đỏ. Tôi thích màu vàng. Màu vàng cơ. Tiếng có đau luôn á. Vậy thì đạp hàng ngoài đi. Mình vô hàng trong mà đổi vận coi. Vô hàng trong, Trời, tướng Diaga chứ. Ôi trời, Kauri. Đập hình như đập nhiều loại bóng. Nó ra đâm tùm lum tùm la hết. Ui, Zerora đẹp quá. Thôi, đánh nhau lại đánh nhau. Ủa, Lycanroc nữa nè. Ui, bay đâu vậy? Rồi, đi vô trong rồi. Trời ơi, nhà tê chưa xong luôn. Đừng nói ra con gì xịn nha. Ấm Sibala bồ. Con này con Shiny nè. Shiny. Con gì Stolik đúng không phải? Con quên mất tên rồi. Rồi giờ làm hàng nào? Ui, hấp 3. Hấp 3 nó đẹp thiệt nhưng nó yếu quá các bạn. Con này sao bắt đây? Trời ơi, cái bình may mắn bắt luôn. Con chim này nó bay tùm lum hết. Bay tùm lum hết. Một. Trời ơi, kẹt quá à, mấy con Pokemon nó đẩy. Tom Pom Mew nữa nè. Bom nữa nè. Cố lên. Ui, Giratina Shiny. Yeah. Quá hên quá vậy. Quá hên luôn, đập rất là nhiều luôn rồi đó nha. Nãy giờ tôi xui lắm rồi đó. Anh nè, bỏ vô nè. Giratina nè. Bùm. Quá dữ luôn, quá đẹp trai luôn. Ôi, đẹp quá vậy. Đẹp trai mà. Trời ơi, cái rương mà cũng bắt nữa. Chán ghê, quá lại có một cái màu xịn đúng rồi. Xịn chứ không phải là xịn. Thích chứ không phải là thích. Thích, trời ơi. I think Pokemon. Ui, rồi câu. Xin này. I think thích Pokemon. Y chờ ít, sợ ít thích. Thích. Nhưng mà thích đọc là thích Zero ra. Trời, cái gương thật chứ. Ui. Cái này là gì? Cái này là tí hồi tao sẽ dùng đội quân Zero ra tao đánh với mày. Nãy giờ trời ơi, bước Zero vô đây chắp hai tay luôn á. Tao có 3-4 con Zero ra rồi. Chắp hai tay hai chân luôn. Prelu. Này đấm tiếng giống thổ dân quá vậy. Ủa, con này gì lạ vậy? Tao mới được Zerora nhưng Zerora thường.
độ, tốc độ đặt bóng nè, chú 80 hit trần, chú không thấy đâu hết, không có nào hết, hiếm sầu vậy, có level 10 mà đòi đánh Terrican. Rồi cục ốc, ai quá là quà quả thế này. Qua đây, qua đây, qua đây. Mình cũng được những con ngon rồi, nhưng mình ra được Raudon Shiny thì mình thích hơn thôi. Himolit. Nãy giờ chưa có con Diaga. Kyrie. Ê, nãy giờ có con Diaga chưa? Chưa luôn, chưa được Diaga. À, tao được con rồi. Hả? Mới được Diaga đúng không ta? Diaga. À đúng rồi, tao được con rồi, tao được con Diaga rồi. Nè, tên tên khổng lồ luôn. Mới vô đập được luôn á. Ơi cây cung hơi hỏng lượm luôn á. Cây cung tôi quýnh qua mới được. Cây cung sao quýnh được, có mũi tên nào quýnh gì vậy? Quên đập lộn. Sờ lá bim. Cái gì vậy? Dám ăn cắp tường quả đúng không? Đập bạn quả liền. Không có, không có ăn cắp bộ nào không dám nha. Ủa gì sao mày đập đường này, tao đập trong mày đập ngoài mà. Rồi xong luôn, lộn xì ngầu thôi đập đi. Quên hả? Lộn. Trời, mấy con cừu bắp này cứ quýnh đè đầu của Raudon, mình quýnh hoài. Mình chơi Raudon đỏ luôn, thật trời. Con xin đĩa đẹp thì đẹp thời cơ, nhưng mà con đỏ cũng mạnh ngang nhau à. Vậy tì, quên, quên, quên. Cái gì vậy tì mày? Ở đâu ra mày có cái kiếm vậy mày? Tao mới đặt ra cái kiếm chứ đâu. Mày cầm kiếm hù tao, à chết quên. Có kiếm xịn. Có kiếm bố rồi đó. Hấy, hấy. Ô, lại đấng sáng tạo nữa. Đi câu được rồi đó, có câu có kiếm rồi đó, đi câu không sợ zombie rồi. Ui, Zera của ai vậy? Của tao chứ của ai. Ui, lại Raudon nữa trời ơi. Mình lại được con Raudon nữa các bạn à. Mà nhưng mà Raudon vàng, à đỏ à. Thêm bà vàng nó đi cho nó đẹp nha. Hô ô vàng. Raudon vàng, Raudon, Raudon. Bum. Bum. Bum, ở trời sao có một vàng không vậy? Nhưng không phải, rất tiếc nó không phải Raudon. Thôi đi vô đâu, còn một mớ này nên là hy vọng sẽ có những điều thú vị từ bên trong đó. Chiếc cầu chán nhỏ mà nó còn quấn anh hả? Thích đâu trên. Rồi đâu rồi, hàng nào cũng như tí hàng một cắn á. Giờ đi đập chưa xong mà, giờ đập chậm quá mà. Ra 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 ra. Ôi Lugia xây này nữa đó. Rồi hàng này cũng như tí nè. Có lẽ là JT đập quá chậm so với dự kiến. Nên là đập quá chậm là ra những con Pokemon khá là cù bắp. Có đâu, từ từ thôi, mấy con Pokemon xịn. Ủa con Evento của ai vậy? Biết nữa, tì con hỏi với. Rau rồi, tao không bắt được. Thôi, giục luôn rồi. Xin chào. Hay dạ, hay dạ, hay dạ. Con Evento bị lỗi rồi. Mà nhiều cái mày sao á. Mày nhìn tao băng bóng này JT, qua đây coi này JT. Tao quăng 800 quả bóng luôn mà không bắt được nó. Không biết cái góc của nó. Cái góc của nó bị gì rồi các bạn ơi. Không bắt được nó đâu. Đi làm lại bóng rơi, giờ quăng đập trong hay đập ngoài. Ta đập ngoài cho. Zigadi level 44. Ôi sao hết bóng rồi, mình vẫn không. Ô Raudon vàng. Yeah. La 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 la. Yeah yeah yeah. Mấy năm rồi mới thấy. Bữa thì ăn, bữa thì lần không ra, bữa thì ra quá trời thiệt trời. Ôi Mew xanh nữa nè. Trời đúng là hôm nay là ngày của Raudon luôn á nha. Chán cái gì? Cậu chán cái giời, hình như JT đập hơi bị nhanh á. Thấy lộn tùm lum tùm la luôn rồi á. Quá trời Raudon luôn, cho con coi. Không có cho đâu. Trời ơi, đập cả mùa giải mới ra được nó mà nghĩ là dễ ra được hả? Cả mùa giải. Ui con luôn ra đó nè. Zero ra. Trời chắc là mình dùng combo Raudon hết, để coi. Grau, grau đôn. Tao sẽ à, các bạn nhìn đội hình của mình nè. Dưới tay, nhìn này dưới tay.
hỏi những người fan cuồng của Rodon. Tao sẽ lấy Zero ra ra chơi mày. Đợi JT lấy Zero ra đó các bạn. Hỏi hỏi fan cuồng. Không mày biết sao không? Tao đặt nó được một con màu vàng may á, biết là nó là đầu đàn. Ôi trời trời. Nè coi nè. Đây. Hỏi phát cuồng. À, bên đây là hỏi phát cuồng vì Zero ra. Bên đây là hỏi phát cuồng vì Rodon. Đâu JT được mấy con quăng hết cơ đây? Đâu cỡ đến một con đi, mấy con râu luôn, nó gầm ghê quá nè. Đó, thấy không? Từ từ, music của mấy con này. Hot Crypto. Ê, không, cổ trời ơi, JT là họ phát cuồng vì Zerora, còn mình quá trời Zerora luôn nè, trời. Quấn ông, tập mày dùng qua nó tao mới quấn. Quánh luôn, hôm nay bọn mình chơi vui nha các bạn, không quan trọng thắng thua nha. Ê Zera sao quánh lại đâu đó anh xảo nha. Thiệt mà, không sao đâu. Chấp luôn, chấp 5 quánh 6 luôn. Chơi nè, vô nè. Ok, vậy ta sẽ kiếm một hôm nay bọn nữa. Mình sẽ chơi vui nha mọi người. Là sẽ chơi đầu đôn quánh thôi. Hay là mọi người thích đánh là chọn đội hình thì đội hình. Nói chung là con gì cũng đánh đã có rồi. Nên thành ra là không được DLC thôi. Mình nghĩ là đấng chúa tể thì chúng ta cũng đã gặp trời. Để đứng mà chứ. Tao sẽ kiếm một con. Đây, hai đứng. Thế rồi. Để thôi, chơi con quýnh mà. Giờ tay lấy đi. Con gì vậy ta? Nhanh lên. Chúng ta dùng hai con này quýnh luôn. Ở đây mình chơi bữa đó. Ê, đi lên đấu trường ở trên đây chứ gì tí. Lên đây. À, lấy một con Lugia ra. Trời, mình vui ghê. Mình 5 con, giờ tay cũng 5 con. Hay là mình cho giờ tay 1 con thành 6 con. Mà giờ tay đâu cho mình đâu đôn được đâu. Ê, con gì đây? Cái gì tao có đâu đôn đâu mà cho. Lên đây. À bên đây là của game one, còn bên đây là của JT. Dạ. Nhanh lên. Rồi leo lên. Nhanh lên JT thúi. Cái gì? Dám mấy tao vậy? Nhanh lên, bước qua quăng ra, chờ bắt trước người ta luôn. Hui. Chu. Chu. Bùm. Từ. Thôi vậy ta cũng quăng con thường ra đúng không? Ê lỡ không có chiêu đánh sao ta? Kệ luôn, mình chơi random mà. Quýnh lộn. Quýnh nó đi con. Con sợ gì nói vậy? Con đâu đó nó gầm ghê quá. Vô music đó tắt đi. Gọi mày con mày nhỏ con á, con tao thèm chấp nữa kìa. Không thèm quýnh lộn luôn kìa. Dứt cái con lớn rồi, dứt con... con... À. Kỳ ta nó không chịu dịch quýnh đâu. Chắc là con đầu tiên không được, cho con thứ hai đi. Quấn nó đi. Mày quăng cái Zero ra khác coi gì đi. Con Zero ra này bị lỗi rồi sao á. Quăng con khác đi, con khác đi, quăng khác à. Rồi. Quất nó. Quất nó. Rồi, không quấn nhau luôn rồi. Không quấn nhau. Quấn con JT đi. Quấn JT đi. Đó. Nó sợ bị mất à, hình như bị mất à. Có, mất con của JT rồi. Ủa mà tao đi đâu rồi mày ơi, tao rớt ở đâu rồi mày ơi, tao rớt xuống hầm rồi sao mày ơi. Mày coi con Zero ra tao rơi bên đây nè. Từ từ nó tao bị rớt xuống hầm rồi. Ôi thì leo lên lại đi. Run đi. Trời nó bay tao đi đâu luôn rồi, nó xuống hầm không coi được. Rồi, lại nè. Mày quăng. Quýnh luôn đi. Ập kép đi. Rồi. Ok. Quất nè, quýnh nè. Ui, tao có chiêu mạnh nè, Clo comeback nè. Ôi chết rồi. Hình như con nó có hệ phái tinh đúng không? Con tao sợ phái tinh. Ui, có chiêu Clo comeback nè, quất. À, ai chà chà cũng ngang nhau phết. Ôi, chơi Solar Beam coi. Chơi. Yeah. Hỏi Rodon, hỏi yêu Rodon đâu? Cho tôi thấy cánh tay của các bạn. Cái này trời ơi, đánh không có lại đâu. Chắc là mình hồi máu cái đi ha. Gì? Trời ơi, Rodon cảnh hồi còn hồi hồi máu nữa. Rồi, JT quên không được rồi, red cái rồi, nữa. Xong phim.
Trời ơi con này hả, nghe nói fan cuồng của Zelda không, mình ở ngoài Zelda mạnh lắm các bạn. Quýnh đi GT, GT được quýnh mấy lần Chơi lận chiêu điện hả ta? Chơi chiêu điện hả? Chơi chiêu 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 này. Ê này. chơi chiêu này xuống 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 máu từ từ thì thấy không? Tại vì chiêu đó là nó, cái chiêu Cái đó gọi chiêu là gì chiêu gì ta, Fury Sweep vậy nè? nó quýnh được ít 5 lần, nó hình hơn là được 5 lần, còn À có 18 máu à mà ít 5 lần. đó kiểu vậy đó, đúng rồi đó, nó quýnh nó rỉa rồi nãy giờ hồi máu sao trở về dạng cũ quá trời. Mày hồi máu nãy giờ mà không đánh được đúng không? Rồi Vui thiệt chứ. mày cười đủ rồi đó, chết nè, con kia đâu ra chết nè. Vô. Ủa sao quýnh được Ủa ta, sao không quýnh được? Kỳ mình vậy. bị mất chiêu đúng rồi, chết rồi, Hàng có gian. chết rồi, Nhân chết 5 rồi. lần máu, nhân 5 lần tiếp. Rồi Chết xong, lần này rồi, không quýnh là được con rồi. gieo Rora đi lên trời đếm số luôn. Nữa. À đúng rồi, hình như là con mày điện con tao grow nên thành ra là không mất máu, còn nếu mày chơi chưa fighting là tao chết. Sao kỳ vậy? Tao vẫn mất chết mà mày nói gì kỳ vậy? Chọn đại đi. Con gì đây? Thôi cả con nào cũng vậy mà ta. Hôm nay vui quá, chơi cái đội hình này nhìn nhìn mới vui á. Hay tao ngủ phát nữa. À, tao chơi chiêu đắt đi. Mình ngủ phát nữa chắc GT chết luôn á. Trời con này mạnh quá, đúng đúng con kia là kỳ hệ với con này luôn mà. Nên trận chiến này chỉ là mang tính chất cho vui thôi nha mọi người, nên Nghĩ là sao rồi đâu chơi với điện sao chơi? đúng rồi. Bởi vậy. Con mình nó sinh ra là chiến thắng luôn rồi, nên là thành ra là các bạn thấy không? Rồi xong phim thôi lấy Lugia ra. Con Lugia thì cũng một một phát thôi. Lugia còn có chiêu Ủa chết cha không có chiêu. Trời ơi Lugia cùi. Rồi xong phim. Chơi đại thử coi. Không có chiêu sao quýnh tao mất máu, trời đất. Không biết thấy Tao chiêu quýnh có chiêu. power đâu. Thành có vài chiêu nó không power mà nó vẫn quýnh được á. Tại tao chấp mày quýnh 10 cái trước á. Tao chơi build up tao quýnh 1 cái chết nè. Thật là quá đáng. Rồi, insert 2 lần đam rồi đó, mình ít 3 đam nè, build up thêm lần nữa nè. Chơi chiêu gì vậy? Rồi. Chơi chiêu này coi chết luôn con lực, con này hệ nước đúng không? Không xin vậy đâu. Trời đất ơi, có một chọt rồi bị dính binh rồi. Binh này bị cháy nè. Ít bao qua coi. Chết không? Chết rồi, cái Ôi con này trời quýnh ơi. không được các bạn ơi. Quýnh lâu. Hai con này quýnh nhau y như là Hết chiêu đánh rồi. Yeah. ủa cái gì vậy mày, hình như chết con kia luôn rồi hả? Chết rồi. Tao mới chơi cái chiêu kia. Trời ơi, tao thử lại mới được chơi chiêu kia được mày Ê ơi. ê các bạn ơi, mình do mình kích chuột nhanh quá thành nó mất luôn con kia luôn rồi. Tao chơi thử cái chiêu này nè, đâu có power đâu. Chết, Thành thử lại thử coi đánh được không. Không đánh được mà, sao kỹ ta. cái chiêu đó là chắc là hên xui á, Không đánh được đâu. không sao kể đâu. Đó. Ủa mày cái gì Ủa cái mày, gì vậy? Ủa cái gì vậy ta? hình như cái chiêu đó nó bắt đổi Pokemon hay sao á. Ủa gì hả? Vui vậy? Đâu chơi lại thử. Chết Cái rồi, gì? Will line nè, the target is blow away and different Pokemon is out. It and battle again and single Pokemon là sao? à, quýnh đại đi trời. Tao tao thôi con Lugia của mày tới giờ ấy, đúng rồi, nó bắt Đúng rồi, nó bắt đổi đổi liên Pokemon. tục luôn, nó bắt đổi liên tục luôn. À cái chiêu rất là hay. Vui vui vậy. Thôi chơi chiêu lửa các Nói bạn chung ơi. là mình cũng sắp chết rồi. Như tiên bình thường muốn chết lia lịa chứ, rau đồn đã thiệt chứ. Phải tin. Ôi trời ơi, mẹ ơi, không có qua. À đây, Colo cầm bách. Đó chiêu đó mới mạnh á. Clo cầm bách, Clo cầm bách đây. Đó, có chiêu đánh. À, mày cho tao đánh đi Rồi cho mày quên nhát nữa đó. Rồi tạm biệt, lên đường nghe bạn Clo cầm Hiền. bách đánh đi. Có chiêu không? Coi có chiêu không? Gyarados vàng đúng không? À, rồi, con này Rồi là hai con thằng vàng gặp nhau rồi các bạn ơi, hai thằng vàng gặp nhau. À, có Fury Sweep nè, đó, 5 lần đam. Vô, vô, vô. Rồi có mấy cái à, khá là yếu. Và mày bị cháy rồi. Tao sẽ chơi chiêu Solabim. Một cái chết không? Không, Solabim mà chứ cỏ, cỏ quýt điện không được, đúng rồi, cỏ quýt điện không có đam. Đánh thôi.
Rồi mình sẽ cho GT tuyệt vọng. Đánh nó, đánh nó. Mình sẽ cho GT tuyệt vọng bằng chiêu này. Một chiêu nữa. Trời ơi, định ngủ các bạn. Mình vẫn còn 11 máu. Mình đánh hồi nãy giờ chỉ mất có 2 con Rodon rồi. Thật lạ quá, thật lạ. Thực sự nếu mà nói là con này nó đúng là con Zora là hai con kỳ hệ nhau, nên là thành ra là không có thể là gọi là đánh nhau một cách là đúng nè. Nên là trận này không tính nha mọi người, trận này gọi là đánh giao hữu thôi nha mọi người. Đánh là vui thôi nha mọi người, nên là không có thắng thua ở đây. Nên là mình cũng không muốn giành phần thắng khi là sở hữu con kỳ hệ đánh với con hệ điện thì win nó không có vinh quang. Đầu này ngu thiệt chứ, quên là cái con rất kỳ hệ. Mình cũng không có nhớ, thật sự là không có nhớ luôn. Nhưng mà vì mình thấy mình thích 5 con Rodon nên mình làm cho mọi người xem. Nếu mọi người thấy thích thì mọi người... Ủa? Cái frame đâu hết rồi? Cái gì? À đâu hết rồi? Đứa nào ăn cắp của anh? Mấy con Pokemon, mấy con Pokemon ấy. Mấy con Pokemon ăn trộm hết rồi. Mấy con Pokemon thật là hư hỏng. Mày đúng không? Mày đúng không? Mày là tội phạm đúng không? Được rồi. Gọi taxi đi. Lấy điện thoại gọi chị taxi. Gọi chị taxi ơi, chị taxi đi. Kêu chị taxi báo vú chú công an giùm cái. Thôi được rồi, mình đùa tay được rồi. Bây giờ video sẽ kết thúc ở đây. Nên mọi người thấy video này thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ video ủng hộ cho Quang và Núp nha. Được rồi, chào mọi người. Bye bye.